Anh à, Vâng. hôm nay anh lên đặt 30 con giống đà điểu đặt cọc cho bên em 3 triệu, anh lên nhà đấy xong rồi mang cánh về, có biết chế biến không? Có, ngon lắm đấy. À thế à, Ngon, ngon thật đấy. ngon thật không? Ngon thật đấy, ngon Đúng giả rồi. vờ? Ừ, nó ngon, ngon thật đấy. Cái loại chim này ngon thật đấy. Thế thì nó mới đổ xô và mua giống, hay nữa là em cũng quý các bác lên, thật thà lên thì em cơm nước các bác cẩn thận, xong em phải lấy cái hàng tươi sống đấy. À, ừ, đúng rồi. Ở trên đấy cái món rượu ngô đấy là anh xem nấu đi, xong thì được thì anh em giao lưu ở đấy. Là chợ hôm đấy địa chỉ ở đâu nhỉ? Ở đây chị lấy lùng lắm lư ạ, Mường Khương Lào Cai ạ. À, Mường Khương Lào Cai à? Vâng, ghi rõ vào nhá, nếu không thì nhưng mà không được đâu nhá. À rồi rồi, đấy là dân tộc Lùng đúng không? Dân tộc Nùng. À đúng rồi, dân tộc Lùng. Thì anh em không biết nhau thôi, biết nhau thì có gì thì bảo nhau anh ạ. Vâng. Đấy thì Chắc là sao ạ? dạ Chắc là trên này nếu anh nuôi ấy, chắc là họ nuôi nhiều ấy. thì anh nuôi đi, anh ăn thử, anh thấy ngon thì anh giới thiệu cho mọi người, anh nói mới tin, thì em nói làm sao tin được. Đây đây, thì nhưng mà bây giờ cũng còn chưa thấy ấy. Còn chưa thấy họ nó hơi sợ một chút thôi, thì sau này nó họ nó thích ấy. Anh cứ chuẩn bị chuồng trại tốt đi, anh nuôi 30 À con vâng. này là được, có gì thì em sẽ gửi cả tài liệu cả thuốc rồi mọi vấn đề đấy. Xong thì cứ điện cho em sẽ hỗ trợ. À vâng. Anh đang Ừ. làm ạ. Vâng, thì bảo là không biết hôm ý về ăn có ngon không, rồi để chuẩn bị đi khoảng chục hôm nữa thì có gì em alo thì em gửi giống lên cho. Anh em biết nhau rồi thì cứ thế mà làm, anh biết nhà biết cửa em rồi, anh xuống tận nhà thì yên tâm quá gì nữa. Đấy. Rồi, thế thôi nhá. Vâng, anh đang đang làm trong chạy cái nhá. Vâng, ok anh. Vâng. Thôi nhá. Vâng. Alo. 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 Em gửi cho anh 1,5 triệu đây đúng không? Ờ Em rồi vừa chuyển rồi. khoản xong á. Mai gửi lên bến xe ấy nhỉ? Không ạ, anh ghi địa chỉ của em rồi. Em đọc đi. Em anh cứ ghi là Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang kia. À, gửi về Vĩnh Tuy à? Vâng ạ. Bắc Quang. Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang. Hà Giang. Vâng. Sáng mai anh gửi cho Nha. nhá. Vâng ạ. Sáng Ờ mai anh anh gửi gửi thế cho. nào? Rồi Anh gửi rồi. cho em bốn được à, bốn cái hai được to ấy cơ. Ờ rồi, Cho anh biết mấy. rồi, anh biết rồi. Vâng, em chuyển 1,5 triệu, anh nhận được tiền thì anh Nhận rồi, nhắn nó báo của ok. anh rồi, nó báo rồi. Ừ. Vâng, ạ. Ừ, Xong anh dự. ghi số điện thoại anh gửi xe nào anh liên Ừ, hệ thêm tí nữa anh gửi cho em cái số văn phòng Hà Nội của anh ấy, xong thì mai thì họ sẽ gọi cho em hoặc là em gọi cho họ nhé. nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Ok, chào em nhé. Vâng ạ. Ừ, Vâng vâng. được rồi. Đấy, báo cáo với các bác là em thì lúc nào em cũng làm việc rất là khoa học, bởi vì em muốn là ví dụ như đây này, em gửi về Mai Châu này. Đấy. Gửi về Mai Châu Hòa Bình này. Đấy. Rồi em gửi về Tuyên Quang này. Đấy, gửi về Tuyên Quang. Thì đây là cái bàn làm việc của em. Em luôn luôn có những cái thông tin và ghi lại trên máy tính và vào sổ sách đồng hòa. Mỗi một ngày là sẽ ra một vài những cái giao dịch đơn hàng thì bọn em sẽ quản lý và theo dõi cũng như là quan tâm đến cái ý kiến khách hàng. Đó, ví dụ như trường hợp vừa rồi thì là mấy các bác ở trên dân tộc Lùng thì các bác cũng xuống, thì các mình cũng để cho các bác những cái bộ cánh tươi ngon, các bác về các bác cũng có các cảm nhận như vậy. Và ngoài ra là các bác xuống nhà, các bác biết nhà biết cửa thì các bác sẽ đặt tiền. Một số khách hàng của năm 2018, 19 họ đã đặt mua con giống của bên mình rồi thì họ không lăn tăn gì cả, bởi vì là bước đầu thì có thể là chưa biết nhau thì còn hơi dè chừng. Nhưng mà một số khách hàng thì họ sẽ gọi và họ sẽ cũng sẽ chuyển đủ hoặc là chuyển một phần nào đấy trước. Mình sẽ cố gắng là gửi con giống, gửi tài liệu, gửi thuốc, gửi những cái thứ cần thiết để bàn giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật cho bà con chăn nuôi làm sao nó thành công. Đấy.
Thì hôm nay thì mình cũng cố tình quay lại cái màn hình điện thoại để cho các bạn biết là cái kênh của mình và cái hoạt động của mình. Đấy, thì các bạn chỉ cần trên máy tính thì các bạn nhìn thấy cái kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube. Đấy, các bạn nhìn cho rõ. Đó. Đây là cái kênh Chim Cú Gáy YouTube. Các bạn vào YouTube, các bạn chỉ cần gõ cái cụm từ Chim Cú Gáy Hay theo đúng như cái cụm từ này, thì các bạn hoặc là các bạn gõ những cái số điện thoại như này thì nó sẽ lên cái kênh của mình, và kênh của mình nó sẽ có những cái biểu tượng là một cái cô gái đứng bên nương chè thể hiện trên đất Ba Vì, và đây là những cái bài đăng. Nếu như các bạn muốn xem những cái video trên kênh của mình, các bạn bấm vào cái thẻ video này thì nó sẽ ra danh sách các video gần nhất theo thứ tự. Đấy. Còn ngoài ra thì các bạn có thể kết nối Zalo. Zalo thì các bạn có thể kết nối theo cái số đăng ký Zalo của mình là 033 5305982. Ngày xưa thì nó gọi là 0163 5305982. Đấy, thì còn ngoài ra thì các bạn có thể vào cái trang đây là cái trang Zalo của mình. Các bạn kết nối là đà điểu giống chim cú gáy. Đấy. Các bạn có thể kết nối qua cái trang mạng xã hội là trang mạng Facebook. Facebook thì mình cũng có cái logo là có cái biểu tượng con chim cú gáy bộ trên cầu, và cái số điện thoại của mình đây, cũng như những mọi thông tin số điện thoại, địa chỉ, website. Thì những cái bài đăng về trên Facebook thì mình cũng có đầy đủ. Ngoài ra thì mình có một cái fanpage là về con giống đà điểu, thì các bạn vào cái fanpage này cũng được. Các bạn gõ trên tìm kiếm trên Facebook là đà điểu con giống Thị Phương ship toàn quốc. Thì đây là những cái bài đăng của mình, nó là một cái fanpage để các bạn liên hệ cũng như tìm hiểu những cái thông tin chính thống các bạn nhé. Đấy, các bạn tìm hiểu để những cái thông tin chính thống. Thì cũng đã bắt đầu vào mùa con giống đà điểu rồi, mình cũng không biết nói gì hơn. Đấy, ngoài những cái sự chuẩn bị như thế này, mình đã chuẩn bị những cái thùng xốp, rồi chuẩn bị những cái phiếu, rồi con giống đã được đặt, sắp đặt vaccine. Thì các bạn cũng có thể đây, các bạn có thể là từ coi như chi phí mà xưng là vì thằng này em ăn cũng nhiều lắm. Đấy, các bạn đã thấy tớ. đây là những cái Đúng rồi. quy trình mình Đúng sẽ rồi, em phải chứng tập nhận. kết con giống mình xuất bán cho các bạn. Đấy. Thì thực tế là các bạn có đến nhà thì các bạn cũng biết được cuộc sống của mình cũng rất đơn giản. Những cái hoạt động hàng ngày mình đều chia sẻ. Tên đầy đủ của mình là Vũ Văn Thao. Đấy. Và mình cũng có một vợ hai con, và bản thân mình cũng đăng tải xác định làm một cái kênh chuyên về chim cú gáy. Và đến năm 2019 thì mình đã phát hiện cái thực phẩm ngon, thực phẩm sạch của năm 20 thế kỷ 21, chính là con đà điểu, một con chim khổng lồ. Tóm lại nó vẫn có một chữ chim. Thì mình đã đi sâu và cũng đã hợp đồng để tạo ra cung cấp cho thị trường hàng nhiều nghìn đấy, hàng nhiều nghìn con giống đấy, và đã được chính thức là đã được ship đi tận những cái khu Long An hoặc là khu miền Tây, miền Đông, rồi các tỉnh phía Bắc. Thì trên cái danh sách mà mình đã quản lý thì năm 2019 thì các bạn thấy là cái lượng khách mình đã khảo sát lại, đã gọi điện đấy, đã nắm bắt được những cái nhu cầu, thì nhu cầu rất cao đấy. Nên các bạn khi các bạn mua con giống thì các bạn thì cần hỗ trợ kỹ thuật thì mình sẽ gửi tài liệu qua mạng xã hội hoặc là qua những cái địa chỉ kênh hoặc là tài liệu và giấy tờ. Thì báo cáo với các bạn là xã hội bây giờ chúng ta cạnh tranh một cách sòng phẳng, và bản thân mình cũng luôn luôn đưa ra những cái thông tin có giá trị để cho mọi người tham khảo. Đó, mọi người tham khảo các bạn nhé. Thì cũng mong là các bác cũng theo dõi kênh. Đấy, các bạn theo dõi kênh thì các bạn có thể biết được cái bản thân mình thì luôn luôn có những cái thông tin. Đây là thông tin này,
Năm ngoái thì mình gửi về Lai Châu, Quảng Ninh, Bến Tre, miền Đông, Thường Tín, Nước Ngầm, Chương Mỹ, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Xuân Thủy, Yên Bái, Cần Thơ, Lào Cai, Mộc Châu, Quảng Ninh, Bến Tre, Nước Ngầm đi Lào đấy, Lâm Đồng, Đan Phượng, Tân Uyên, Than Uyên, Tân Uyên, Quảng Ninh, Bến Tre Yên Nghĩa, Bình Định, Hà Tĩnh. Tiếp theo thì là những cái bạn ở Nam Định, Quảng Bình, Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang, Đồng Nai, Nam Đàn, Nghệ An, Hà Giang, Yên Bái, Hà Nam, miền Đông, Bến Tre miền Đông, Bến Tre Đồng Nai, Nghệ An, Sóc Sơn, Bắc Giang, Mê Linh, Vũng Tàu, Thái Bình, Phú Thọ, Trảng Bom, Đồng Nai, Thái Nguyên, Nghệ An, Yên Bái, Hòa Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định và một số những cái nơi Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Tường, Thanh Hóa, Bắc Giang, Trà Vinh, Buôn Mê Thuột, Đồng Nai, Bình Dương. Đại khái ví dụ là như vậy các bạn nhé. Thì mình luôn luôn có những cái bài đăng ở trên cái kênh YouTube. Ví dụ như các bạn vào cái kênh của mình. Đây là các bạn vào cái kênh này. Các bạn bấm vào trên YouTube. Các bạn gõ con giống đà điểu. Con giống đà điểu. Đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ ra rất nhiều những cái thông tin tìm kiếm ở đây. Và đâu đó các bạn nhìn thấy cái số điện thoại của mình là 033 5305 982. Ngày trước là 0163 đấy. Video này mình đăng lâu rồi. Đấy. Hoặc là những cái xuống dưới nữa thì mình cũng có những cái bài đăng, ví dụ như bài này là mình đăng là cách bắt một con đà điểu để lên xe. Đấy. Hoặc là các bạn xem những cái bài làm cho đà điểu con thích ăn cám đấy, rồi những cái bài thuốc, đây là những viên thuốc đấy, hoặc là những cái mổ đà điểu, đây mổ đà điểu chi tiết từ A đến Z. Thì bản thân có những bạn là còn chưa biết cách bắt con đà điểu như thế nào đấy, và những cái bài của mình là mua đà điểu ở đâu. Đấy, đây là những cái sân của mình và có những cái thùng được tập kết. Khi mà cái lơi bố mẹ cung ứng con giống ra được 10 ngày hoặc là hơn nữa, chúng tôi sẽ úm và cứng cáp một chút, chúng tôi sẽ chuyển cho các bạn. Với những các bạn mà còn mới úm năm đầu tiên thì mình sẽ gửi tài liệu, gửi nó cứng cáp hơn một chút và gửi cả thuốc. Còn với các bạn đã úm quen rồi thì các bạn cũng không phải lo ngại, các bạn đã làm quen 1-2 năm rồi, các bạn rất là ok đấy. Thì ví dụ như bây giờ các bạn có một cái nhu cầu gì đấy thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ vào cái kênh, mỗi một video này nó sẽ có tên mô tả ở phần trên và cái phần phần này là phần kênh, bạn bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra kênh đó, nó sẽ kênh thì các bạn theo Vì dõi sao luôn, thì là thấy chị xem luôn cái người video lạ giới đến thiệu mức kênh của vừa mình. dù cửa bầm, vừa chim cô gái miền Bắc? Đấy là cái câu thơ như vậy. Và tại cái kênh này thì các bạn có thể di chuyển sang cái mục tìm kiếm. Đấy. Thì ví dụ như bây giờ vấn đề của tôi bây giờ là vấn đề là ví dụ các bạn đang đang tìm vấn đề gặp phải, các bạn bây giờ là các bạn tìm kiếm về chủ đề con đà điểu đúng không? Thì các bạn chỉ cần gõ là mổ đà điểu, ví dụ thế. Mổ. Các bạn cần về cái gì thì các bạn tìm đúng cái từ đấy, có dấu. Đà điểu. Đó, các bạn gõ đúng cái từ này và các bạn tìm kiếm. Thì các bạn thấy không? Thì bản thân nó sẽ lên luôn là quy trình mổ đà điểu từ A đến Z. Đó. Và như thế này thì có cả bộ da của nó như thế này. Thì các bạn xem những cái video, xem những cái video đó. Đó, thì các bạn có thể xem rõ được những cái nhu cầu các bạn đang tìm kiếm. Ví dụ như đây mình sẽ mở. Đó. Thì đây là cái cách bắt đấy, bắt đấy, các bạn thấy không? Đây là cách lôi bắt rồi mổ như thế nào, lọc từ đâu đến đâu, đấy, vặt lông ra làm Các sao, bạn bật như hai bác này. đấy, các bạn mổ như thế nào, đấy, báo cáo các bạn là mình cũng là người xác định là chia sẻ hết
chia sẻ không có cái gì cả. Thế còn ví dụ như các bạn gặp những vấn đề khác đấy, các bạn gặp những vấn đề khác, tôi quay lại màn hình một chút đấy, thì thay vì đấy các bạn cũng tại cái giao diện kênh này, các bạn có cái thẻ trang chủ video danh sách phát cộng đồng kênh giới thiệu và các bạn bấm vào đây, các bạn lại gõ cái cụm từ là kỹ thuật nuôi, kỹ thuật úm, kỹ thuật này, kỹ thuật nuôi nuôi này, úm cà điều đấy. Đấy. Hoặc là hướng dẫn kỹ thuật, tóm lại là các bạn cứ làm những cái khó khăn của bạn như là các bạn mô tả bằng tiếng Việt như vậy và các bạn tìm kiếm đó, thì các bạn thấy có luôn cái bài là lưu ý khi nuôi đà điểu con đó. Thì lưu ý là gồm có những cái lưu ý gì, thì nó bao gồm những cái lưu ý mà bản thân những cái kinh nghiệm lâu năm của mình và những người làm về con giống đà điểu và những người đã làm, thậm chí là có những khách hàng đã lấy giống và đã mắc phải những cái vấn đề như thế. Ví dụ như có những bạn nuôi gà quen rồi nên rắc vôi vào trong cái chuồng đà điểu thì nó không đúng đấy. Nhiều bạn là bắt con đà điểu về là coi là rắc vôi ra để khử trùng, đà điểu nó ăn vôi nó bị lở loét hết ruột, đấy là tối kỵ đúng không ạ? Đấy, hoặc là ví dụ như các bạn gặp những cái vấn đề là nó có thể là bị tai nạn hoặc là bị ăn những cái lá gì chẳng hạn, thì các bạn cũng phải lưu ý. Thì ở đây là mình ghi là cách úm đà điểu con lưu ý này, rồi cách xây chuồng đà điểu đấy, chuyên đấy, con giống, rồi muốn nuôi đà điểu thì xem video này các bác đấy. Cách bắt đà điểu trên 100 con lên ô tô này, cách nuôi con giống đà điểu giai đoạn 1 này. À, cách nuôi con đà điểu sau mấy tháng bỏ túi bao tiền, thì tất cả cái điều đó đều được thể hiện trên cái cụm từ tìm kiếm. Các bạn nên nhớ là cái kênh của mình hiện bây giờ là có 35.000 người đăng ký, và cái sự cho đi của mình nó chính là cái sự đáp lại ở đây. Chúng ta đang sống trong một xã hội công nghệ thông tin, chúng ta đang cạnh tranh một cách sòng phẳng, thì tất cả những cái người đã cho đi những cái giá trị thực sự thì sẽ nhận lại được giá trị là mọi người yêu mến và quan tâm mình. Chính vì vậy từ cái việc con đà điểu như thế này, hoặc là những cái mặt hàng mà mình đăng trên kênh, ví dụ như con chim cu gáy, hoặc là con chim phượng hoàng lửa, hoặc con chim con chuột lang, hoặc là những cái cây chanh, cây kênh của mình sau này sẽ phát triển, đó là những cái cây chuyên về những cái cây và con giống đặc biệt có giá trị để gần gũi với người dân và chia sẻ với mọi người trên mọi miền tổ quốc. Hiện bây giờ là chủ đạo là con chim cu gáy, con đà điểu, con chuột lang và cái chanh cứu quý, cũng như một số con chim cảnh. Thì các bạn cũng cũng phải thông cảm, bởi vì mình sẽ không tập trung vào một cái mặt hàng. Chúng ta đang sống trong một xã hội cạnh tranh, chúng ta phải đa dạng mặt hàng và chúng ta phải phục vụ tốt, chúng ta phải chia sẻ hết mình thì chúng ta mới có được những cái sự yêu mến và có được những cái nguồn thu, cái doanh thu, cái nhu cầu làm ăn kinh tế, nhu cầu kiếm tiền là nhu cầu chính đáng và ai cũng có nhu cầu. Chỉ có điều là mỗi một người chúng ta thực hiện cái cách đó làm sao nó hiệu quả, bền vững và được mọi người nhiều người yêu mến. Tất nhiên sẽ không được 100%, sẽ được trên 90% đó. Bởi vì cũng có những người họ có mang tính chất là cùng ngành cùng nghề, hoặc là đố kỵ, hoặc là có những cái vấn đề khác trong xã hội. Đấy, thì chúng ta cũng không nên nặng nề về cái việc đó. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cái video này, một phần là mục đích là giới thiệu về cái cách để các bạn tiếp cận với cái kênh của mình. Thứ hai là mình muốn giới thiệu các bạn cách các bạn học hỏi và tìm hiểu. Bởi vì một ngày mình nghe điện thoại rất nhiều, mình ai mình cũng không thể trả lời quy trình từ A đến Z, từ một cái chủ đề con chim cu gáy đến con đà điểu. Là các bạn nếu như có định gọi thì các bạn gọi vào giờ hành chính, và nếu như các bạn định tìm hiểu, định gọi hỏi thì các bạn lên vào YouTube, các bạn gõ cái cụm từ chim cu gáy hay này, từ đây các bạn vào kênh. Các bạn vào kênh thì tại cái kênh như giao diện đây thì có một cái mục tìm kiếm, thì các bạn cứ tìm kiếm theo cái cụm từ này và các bạn sẽ đón nhận được. Tại vì sau nhiều năm thì mình đã luôn luôn đăng những cái bài và có những cái tiêu đề như vậy. Đấy, ví dụ như các bạn cần mua cái cụm từ là cây chanh tư quý chẳng hạn. Cây chanh tư quý. Tư quý. Đấy, thì các bạn tìm kiếm đây. Thì bản thân đây là mình sẽ có những cái bài luôn. Sự nghiệp từ 50 cành chanh, cách cắt như thế nào.
phòng bệnh gì, ví dụ như là bệnh nhuyễn đỏ hay bệnh sâu đục thân hay bệnh lấm rễ hay bệnh gì, bệnh ghẻ hay bệnh gì đấy, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm là những cái cách bón bón chim cu non. Đấy là những cái cụm từ mà chắc chắn là các bạn có thể tự nghĩ ra. Thì các bạn thấy là mình có luôn cái bộ xi lanh đây rồi, có luôn cái ổ chim non đây rồi. Thì các bạn thấy là mình hướng dẫn cách nuôi chim cu non của trang trại Tha Ba Vì. Đấy, thì các bạn có thể xem video này và các bạn biết là cái khâu chuẩn bản thân mình làm video thì mình muốn đưa tới tất cả những cái chia sẻ bón chim cu non, gáy non dễ hiểu. Đấy, dễ hiểu, hình ảnh rõ nét, ai cũng làm được. Đây. Thì đây, mình ví dụ là như vậy thì các bạn thấy là mình chia sẻ luôn. Các bạn thấy là mình chuẩn bị những cái xi lanh như thế này. Rồi mình bón ra làm sao, rồi trộn gồm những cái thành phần gì. Thì các bạn cũng 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 lên đấy, 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 đấy. Thì đó là những cái thông điệp mà mình gửi video đây. Cuối video xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và nếu như các bạn muốn biết về kênh chim cú gáy hay thì các bạn lấy đầy đủ thông tin tại cái trang Facebook, và đây là cái thông tin chính thống. Đấy, các bạn có thể tham khảo từ cái tên, cái địa chỉ, hai cái tài khoản ngân hàng, cái YouTube, Facebook, Zalo và cái văn phòng đại diện tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, và cái trang web để các bạn tìm hiểu, cũng như cái địa chỉ là cổng trại đà điểu xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó là các bạn có thể biết đến. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi và cũng đã là những cái fan hâm mộ của kênh. Chúc các bạn có một cuộc sống tốt tốt đẹp và có một những cái niềm đam mê của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy nhớ và đăng ký. Mình hứa với các bạn là mỗi một ngày mình sẽ ra một video. Mình sẽ tìm bằng mọi những cái trăn trở, băn khoăn, cái gì cần thắc mắc của mọi người thì mình sẽ tổng hợp lại từ những ý kiến hỏi của các bạn đó. Mình sẽ ra những video để làm sao xây dựng nên một cái kênh cây giống con giống phong phú và đầy đủ nhất để gần gũi với mọi người, kết nối với mọi người, mang lại một giá trị về khoa học, về cây con giống. Xin cảm ơn các bạn.